Chúng ta mà các bạn hôm nay cần phải thưởng 1 triệu. Quay rồi, tay quay ra. À, nếu mà cầu thủ 21 tạo điều kiện cho các anh chị sinh nữ ghi bàn thì mình chia nhau ra được 1 triệu. Con Hà Tươi hôm nay ra sân với đội hình 4-0 và khóa trung đội ra sân với đội hình 0-4. Khóa trung đội hôm nay thì không còn gì để mất. Và đó là cầu thủ đây, cầu thủ vừa đặt mua lại đó ở tại 17 thứ hai đội đội viên 04 rất hay, một pha đá thôi. Ha ha ha!
Con tay. Con tay. Con tay. Con tay. Con tay. Con tay. Thầy Dương vào. Thầy Dương là ai đây? Đấy, cầu thủ Thầy Dương. Cầu thủ ra sang là đầu tiên. Hai cả đấu trước thì cầu thủ Thầy Dương ngồi trên ghế như vậy. Đến. Ê. Đến. Đến. Đó là đến. Đấy, rất là tự sợ. Bắn là đến, chút. Bắn bắn không? Bắn vừa rồi, bắn 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 bắn. Bắn bắn đến lại quên lắm cái ở vùng biên giới. Vùng đó là một pha đá đất. Các cổ động viên ở ngoài đang cầm một cọc cây chuẩn bị chạy vào sân để đến anh được rồi. Đến. Đến. Cầu thủ lên bờ sân. Cầu thủ chạm bóng đầu tiên, cầu thủ lên. Chân phải đá chân phải. Là cầu thủ lên. Pha sạc bóng rất hay. Và nói chuyện này chúng ta rất là nhiều khán giả đến xem. Thôi tin rằng mình biết là anh muốn hết mình thì tôi đủ. Chiều hôm nay sẽ có tiền. Hết. Bạn là hết. Hết. Không được rồi. Thank you.
không luôn. Còn ai nữa không? Ở vùng miền đang vẫy tay. Hôm nay thì chúng ta có một số cổ động viên rất đặc biệt đến từ các một pha đá viên để cho có 20 vì đây chính bóng là cầu thủ số 11. Không vào các cầu thủ đội này ấm mệt. Hey!
Ná thôi. Ê, ngay trong này vẽ sau một ngày vàng là ra thủ tế. Chết! Thân mươi rồi, thân là hết. Hết! Các bạn đó thích. Chúc mừng cả thủ tế, đã được về nha. Tiếp tục trận đấu thì đã mang lên được cho có được đội trưởng không bao giờ ê đã có người đi hết rồi chết đi chung bóng là cầu thủ đi cầu thủ đi đi Thank you.
với tất cả người cả những người có anh như viên lên cầu với bảy điểm cùng với con đá là người nhớ Thank you.